Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 11. Chợ quê những ngày giáp Tết rồi mọi người ạ. Thế là Hoàng Mai sẽ quay lại cái video này để cho tất cả những người con xa quê hương mà không có dịp về quê ăn Tết. Thì qua cái video này thì các bạn cũng phần nào cỡ nhớ quê hương. Dẫu cho cuộc sống của chúng ta có nhiều thay đổi các bạn ạ, nhưng những phiên chợ quê ngày Tết vẫn mang đến rất là nhiều những cái giá trị văn hóa, nhiều tình cảm quê hương mà đã bám rễ sâu trong mỗi tâm hồn của con người Việt Nam. Phiên chợ Tết cũng là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ hướng về cội nguồn với những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Các bạn ạ, rất là nhiều người thích đi chợ quê vì cái cảm giác đi chợ quê ngày Tết rất là vui, giống như đi chơi hội đó. Chợ quê là nơi gắn bó, cũng là những cái ký ức của nhiều người con xa quê. Ở chợ quê có sự nhọc nhằn của mẹ, của cha, sự vất vả của tất cả mọi người là cố gắng buôn bán để sắm được những cái đôi dép hay là cái quần áo mới cho con cái. Đó, đi chợ quê ngày Tết thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái hương vị quen thuộc của xóm làng, được hòa trong không khí náo nhiệt, mang âm hưởng của sắc xuân. Người đi chợ không hẳn là đi chợ, đi sắm Tết, mà còn thưởng thức không khí nhộn nhịp mọi người ạ. Rất là thông thường thì ở những cái phiên chợ quê thì chỉ họp vào buổi sáng thôi. Nhưng mà theo cái vào dịp Tết này thì do nhu cầu mua sắm rất là tăng cao nên chợ có thể họp cả ngày. Vì vậy không khí Tết ở chợ quê càng trở nên rất là nhộn nhịp. Và nhộn nhịp nhất là vào từ ngày 23 tháng Chạp. Bắt đầu từ thời điểm này là các bà, các mẹ đã lo dọn dẹp nhà cửa rồi ban thờ, bày biện và mua sắm những cái vật dụng thực phẩm, mâm ngũ quả cho ngày Tết đấy mọi người ạ. Các bạn ạ, chợ quê ngày Tết thì các nông sản của bà con khi mà trồng được thì mang ra chợ, và góp phần không thể thiếu được đó là những cái dãy hàng hoa, hàng bồng bưởi hay rổ trầu không của các cụ già người bán ngồi sát mặt đất, được kê một cái ghế lùn hoặc ngồi trên mặt đất, phía trước là một tấm bạt để mà các cụ bày hàng ở trên để bán mọi người ạ. Nhiều mặt hàng nông sản của bà con thì được đem từ vườn của nhà mang ra để chợ để bán và để kiếm thêm những cái thu nhập, rồi mua sắm những cái vật dụng ở trong gia đình, như thế là gạo nếp, lá rau hay là dưa hành, đến cả những cái nải chuối, buồng cau đều có ở chợ quê. Tuy nhiên thì phần lớn sản phẩm đều do người dân làm ra rồi tự mang đi bán để nâng cao cái thu nhập. Rồi những cái đôi quang gánh nhiều khi chỉ là vài cái củ su hào hay là cái mớ rau mùi hay là cái mớ rau thơm đấy. Những cái nải chuối xanh hay là những quả cau, quả bưởi. Ba tiên cái này cái bao tiền á? Cái này 800. Ủa? Hàng hoa đây, ôi cái hoa này đẹp quá con ơi, hoa này màu tím đẹp chưa? Hoa cúc màu tím đẹp chưa? Đây, đi xuống chợ nè. Không khí sắc xuân của Tết đã tràn ngập về đến chợ Bương nhà mình rồi. Ấy, hoa quả bánh kẹo mọi người ơi. Đi đằng nào. Ở đầu dốc đã có hàng thịt rồi mọi người ạ. Đấy, Tết thì người ta sẽ mua rất là nhiều cau. Ba. Nọ em Quỳnh Anh kìa. Kìa em Quỳnh Anh đi chợ đã. 260 một cái váy nhung mọi người ạ. Đi, anh đi đây, anh đi chợ lúc đây. Vô, ngồi vô, con tập răn. Đây, hàng quần, hàng áo đây. Hả?
Mừng lên. Chị Hòa gì đấy? Thành liễu á? Bà tiên một bó 70.000 này, ồ đẹp thế nhỉ. Đây là phiên chợ Bương. Thế thì hai bên đường thì người ta họp bán rất là nhiều rau củ quả. Các bà con nông dân ở quê tôi thì những ngày giáp Tết là trồng được rất là nhiều những cái nông sản đó, rau củ quả đậu rồi thì các loại và thực phẩm thì mang ra chợ để bán để thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình mọi người ạ, để mua sắm những đồ dùng cần thiết cho ngày Tết. Đấy, nhiều chưa? Cháu thích xem ô tô à? Đi, đi nhiều ô tô nữa, nhiều lắm. Đấy. Rất là tấp nập mọi người nha. Đó. Nhiều mặt hàng chưa? Đủ các loại mặt hàng này. Đấy. Cô ơi, bán bưởi thì bao nhiêu tiền một quả hả cô? Bưởi gì đấy ạ? À thế ạ? Tức quả dưa. Tí nữa để bà mua quả dưa về để làm mứt Tết nhá. Ờ, đi. Ờ. Ờ. Đấy. Đấy, các bà con đang bán rất là nhiều rau này, các mặt hàng thiết yếu cho ngày Tết mọi người ạ. Đây là hàng hoa quả đây. Rất là nhiều hàng hoa quả này. Mà hàng cả Tết đây cả nhà. Đủ các mặt hàng rồi. Chợ Tết cũng rất là đông vui rồi mọi người ạ. Bà con hối hả đi sắm hàng Tết. Ô cái quả cà chua gì mà nó... rất là tấp nập mọi người ạ. Nhiều mặt hàng chưa, cà chua rất là ngon này các bạn. Bác ơi, bao nhiêu tiền một cây cải bắp ạ? 15.000 ạ. Thế rau cần này thì bao nhiêu tiền một mớ? Cận kề thì không thể thiếu được đó là hoa tươi các bạn ơi, sắc sỡ sắc màu này. Đó, rất là đẹp này. Và đây là hàng khô này, bà con đang tấp nập mua hàng khô đây. Đấy, mì miến, mộc nhĩ. Những cái hàng khô này là bà con mua sắm trước mọi người ạ. Đi, hàng tôm đây, tôm ngon chưa? Chào có bông bông này. Ơ, quán nước nghịch của ba. Cái này thì bao nhiêu tiền một lạng? 15 triệu. Ô, tôm ngon thế nhỉ? Tôm mới làm tôm. Tôm ba thơ đức cô. Tôm đây. Tôm ba thơ đức cô. Ôi, cháu giờ đang đòi đi mua đồ chơi đây. Đi nhanh lên đâu, đồ chơi đâu? Đi nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đâu, đồ chơi chỗ nào? Đang thịt, đang thịt đây. Vâng. Đấy, rất là nhiều thịt đây. Rất là nhộn nhịp rồi mọi người ạ. Ngày Tết rất là nhộn nhịp. Đấy.
rồi là những cái con trai ở dưới đông. Rồi người ta bắt về, người ta bán 10.000 một con nào cô. Cô ơi, dưa bán bao tiền một quả? Dưa da hay là dưa non đây ạ? Cho cháu mua cái dưa nào với để làm mứt. Mứt đây, hai quả non. Quả non đi. Non, chỉ non tâm nơi rồi. Non quả gì hết rồi. Đây, hàng cá rồi. Nhìn thấy chưa? Ý, rất là nhiều cá giếc đông mọi người ạ. Đấy, giếc đông đấy chứ. Vâng, cá giếc đông, cá sốp, cá chách nhỉ. Cá to chưa? Đấy. Con gì kia? Không ạ, cho cháu đi chơi chơi ở tí. Con ếch. Đấy, ngày xưa ba hay mua tôm thì mua cá cho con được ăn đây đấy. Đi. Cháu không ăn. Đi. Bà con cứ tấp nấp ra mọi người ạ. Ôi, thịt ngon chưa? Ý. Đây là hàng khô đây. Người ta đang tấp nập mua đậu đây này. Gà vịt đây mọi người. Bà con cứ tấp nập ra mọi người ạ. Ai cũng chờ mong Tết đến để về quê. Thế là đi chợ sắm Tết. Hay là các em nhỏ được bố mẹ cho đi chợ này, được đắm mình trong những chiếc bánh rồi những món đồ chơi nho nhỏ, thế là các em rất là thích. Đâu, đó chỉ là bánh kẹo thôi, đồ chơi đây, hàng bánh kẹo hai bên này các bạn. Hàng quần, hàng áo đây, hàng đồ chơi đây. Nhỉ. Lại đi tiếp xem là có hàng đồ chơi không để ba mua cho con nhé. Nhé. Mua bóng bay đến đây để mua. Mua khủng long nha. Khủng long à? Bao tiền một con? 20 không kém. Đấy mà. Đấy, cho một con. Đấy, mua khủng long cho cháu đây. Đấy xin. Ôi, cháu mua khô cái không có lấy rồi mất. Đây nay lại cho lại. Này con ơi, này. Chết là nó lại tranh nhau, nó chia, nó bổ nhau. Đây. Và có lẽ video của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Các bạn hãy xem video vui vẻ và hãy đăng ký để ủng hộ hai bà cháu nhà mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau.